phần tin tức của đài truyền hình chúng tôi hôm nay gồm có những bản tin chính sau đây. Iran đòi xét xử lãnh đạo Israel vì tàn sát đẫm máu người Palestine. Vấn đề Jerusalem, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi họp thượng đỉnh Hồi giáo. Ủy ban tình báo Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ đề cử giám đốc CIA. Phản ứng của Tổng thống Donald Trump khi Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp Hoa Kỳ và Triều Tiên. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và EU gặp giới tranh đấu tại Sài Gòn. Và sau đây là phần mở đầu điểm tin thế giới. Tin liên quan đến Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao với Hàn Quốc do tập trận Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Vào ngày 16 tháng 5, Triều Tiên cho biết sẽ hủy cuộc hội đàm cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong cùng ngày do các cuộc tập trận đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận Mars Thunder giữa các lực lượng không quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ là sự tập dượt do cuộc xâm lược Triều Tiên và là hành động gây hấn giữa lúc quan hệ liên Triều đang ấm lên. Cuộc hội đàm cấp cao nói trên dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Nhà Hòa Bình ở làng Đình Chiến Panmunjom nhằm thảo luận các biện pháp triển khai tuyên bố chung Panmunjom vì hòa bình, thống nhất và phồn vinh trên bán đảo Triều Tiên mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được tại cuộc gặp lịch sử vào ngày 27 tháng 4 vừa qua ở làng Đình Chiến Panmunjom. Vào ngày 11 tháng 5, cuộc tập trận thầm sẵn của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu với sự tham gia của khoảng 100 máy bay, trong đó có máy bay tàng hình F-22, máy bay ném bom B-52 và máy bay F-15K. Bình Nhưỡng thường phản ứng mạnh trước các cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, phản đối việc triển khai các phương tiện quân sự đến khu vực bán đảo Triều Tiên, thưa quý vị. Iran đòi xét xử lãnh đạo Israel vì tàn sát đẫm máu người Palestine. Vào ngày 15 tháng 5, Iran cho rằng các quan chức Israel nên bị xét xử như những tội phạm chiến tranh vì những cuộc tàn sát đẫm máu đối với người biểu tình Gaza trong những ngày qua. Trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Iran, người phát ngôn bộ này, ông Bahram Ghazami nêu rõ, việc giết hại trẻ em, phụ nữ và người không có khả năng tự vệ Palestine cùng sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine đã trở thành chiến lược chính của người Do Thái trong suốt 70 năm chiếm đóng. Ông Ghazami kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động kịp thời và xét xử giới lãnh đạo Israel như những tội phạm chiến tranh tại các tòa án quốc tế. Ngoài ra, ông Ghazami cho rằng những tội ác của người Do Thái xảy ra liên tục và triền miên trên lãnh thổ Palestine là kết quả của sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Ông cáo buộc các nước khu vực ám chỉ đối thủ của Iran là Saudi Arabia về sự thỏa hiệp mang tính phản bội và sự bị động một cách mờ ám khi không lên án mạnh mẽ các hành động của Israel, thưa quý vị. Tin Syria, phiến quân rút khỏi khu vực bị bao vây cuối cùng ở miền Trung. Truyền hình nhà nước Syria đưa tin chính phủ Syria vào ngày 16 tháng 5 đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực miền Trung Syria sau khi các tay súng còn lại cùng thân nhân được phép rút khỏi khu vực cuối cùng bị bao vây ở khu vực miền Trung. Động thái này đã củng cố hơn vị thế vượt trội của Tổng thống Bashar al-Assad đối với những khu vực đông dân cư nhất của Syria sau nhiều năm giao tranh.
Cuộc rút lui trên cũng có thể là cuối cùng trong một loạt cuộc sơ tán được chính phủ Syria chấp thuận để buộc lực lượng chiến quân từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy sự di chuyển an toàn tới các khu vực đối lập ở miền Bắc, thường do Nga làm trung gian. Những thỏa thuận như vậy trong những năm gần đây đã trở nên phổ biến trong cuộc chiến tranh 7 năm ở Syria. Các thỏa thuận này đã di chuyển hơn 100.000 người, gồm phiến quân và dân thường. Chính phủ Syria khẳng định không buộc ai phải rời đi, song những người ở lại phải chấp nhận tuân thủ luật pháp của nhà nước. Hơn 1/4 lãnh thổ Syria hiện nằm trong sự kiểm soát của một liên minh các tay súng người Kurd và Arab được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống ISIS, thưa quý vị. Tin liên quan đến Ethiopia và Ai Cập đang tìm cách giải quyết bất đồng về đập Đại Phục Hưng. Châu Phi vào ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã gặp Ngoại trưởng Ai Cập Shamet Shoukry và người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ai Cập Abbas Kamel bên lề cuộc hội đàm ba bên giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về đập Đại Phục Hưng được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, trong cuộc họp, Thủ tướng Ahmed đã khẳng định cam kết thúc đẩy và phát triển quan hệ với Ai Cập vì lợi ích của người dân hai nước. Các quan chức Ai Cập đã thảo luận với các đối tác Sudan và Ethiopia những diễn biến mới trong cuộc đàm phán liên quan đập Đại Phục Hưng và cách giải quyết những bất đồng. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng khẳng định sẽ mời Thủ tướng Ahmed thăm chính thức Cairo trong thời gian sớm nhất. Đập Đại Phục Hưng được Ethiopia bắt đầu khởi công vào tháng 4 năm 2011 với tổng số vốn đầu tư là 4,7 tỷ Mỹ Kim, huy động hoàn toàn từ trong nước. Đập Đại Phục Hưng dự kiến sẽ bao gồm một hồ chứa có dung tích là 74 tỷ mét khối nước sau khi hoàn thành, được xây dựng trên nhánh sông Nelson, cách biên giới với Sudan khoảng 40 km. Thập đập thủy điện này được đánh giá là dự án mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự phục hưng của Ethiopia nói chung và nền kinh tế nước này nói riêng khi giúp khắc phục tình trạng thiếu điện và phát triển kinh tế. Ai Cập và Ethiopia vẫn đang bất đồng về dự án xây dựng đập Đại Phục Hưng khi Cairo quan ngại dự án này sẽ hạn chế nguồn nước chảy từ cao nguyên của Ethiopia xuống hạ nguồn. Đất nước Kim Tự Tháp đang khai thác khoảng 55 tỷ mét khối nước mỗi năm từ sông Nile, đáp ứng 95% nhu cầu của khoảng 100 triệu dân, thưa quý vị. PLO lên án Guatemala về việc chuyển đại sứ tới đại quán tới Jerusalem. Vào ngày 16 tháng 5, Tổ chức Giải phóng Palestine đã lên án Guatemala vì đã chuyển đại sứ quán tới Jerusalem, cho rằng việc này phá vỡ nguyên tắc giải pháp hai nhà nước. Tổng thư ký PLO, ông Sharp Erekat tuyên bố, chính phủ Guatemala đã lựa chọn ủng hộ bên sai lầm của lịch sử khi đứng về phía vi phạm luật quốc tế và nhân quyền, đồng thời có động thái thù địch chống lại người Palestine và thế giới Arab. Ngoài ra, quan chức cấp cao PLO cũng nhấn mạnh, lý lẽ của Guatemala cho thấy sự ủng hộ của nước này đối với việc chiếm đóng của Israel và những trào lưu chính thống cánh hữu. Theo ông, các biện pháp phù hợp sẽ được đưa ra để đáp trả động thái này của Guatemala. Guatemala là quốc gia thứ hai chuyển đại sứ quán tới Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem, sau khi Hoa Kỳ có động thái tương tự hôm 14 tháng 5 vừa qua, thưa quý vị. EU và Cuba ký kết dự án về năng lượng lên đến 18 triệu euro. Liên minh châu Âu và Cuba vào ngày 15 tháng 5 đã ký kết một dự án hợp tác về năng lượng tái tạo trị giá 18 triệu euro trong khuôn khổ cuộc họp hội đồng chung EU và Cuba. Đây là cuộc họp đầu tiên của hội đồng diễn ra tại Brussels do đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chủ trì. Bà Federica Mogherini tuyên bố EU ủng hộ các cải cách kinh tế và xã hội của Cuba, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững và tìm ra các giải pháp chung cho những thách thức hoàn toàn cầu như biến đổi khí hậu hay các vấn đề liên quan đến an ninh.
EU và Cuba sẽ khởi động 5 cuộc đối thoại tập trung vào các chủ đề phát triển bền vững, không phổ biến vũ khí hủy diệt, kiểm soát vũ khí, nhân quyền và phản đối các biện pháp đơn phương. Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lấy làm tiếc rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ chống lại các ngân hàng và doanh nghiệp châu Âu. EU hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài chính trị Cuba, chủ yếu trong các lĩnh vực như du lịch và xây dựng. Vào năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Cuba sang EU ước đạt 471 triệu euro, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ EU đạt hơn 2 tỷ euro, thưa quý vị. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Anh tìm kiếm quan hệ thương mại chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ hậu Brexit. Vào ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Anh bà Theresa May tuyên bố Anh là người bạn đích thực của Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng rằng hai nước sẽ xây dựng mối quan hệ thương mại gắn kết sau khi Anh rời Liên minh châu Âu vào năm 2019. Tuyên bố trên được bà May đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan tại văn phòng Thủ tướng Anh vào trong ngày cuối cùng của chuyến công du Anh 3 ngày của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước, nhắc lại việc chính phủ Anh vào tháng 7 năm 2006 đã nhanh chóng lên án vụ đảo chính bất thành công chống lại ông, đồng thời nhấn mạnh sẽ không bao giờ quên hành động đoàn kết này. Ông Erdogan tuyên bố Anh là đồng minh chiến lược quan trọng và đáng tin cậy của Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Anh trên tất cả các lĩnh vực sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu. Về thương mại, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mục tiêu chung của hai nhà nước là tăng kim ngạch thương mại song phương từ 16 lên 20 tỷ Mỹ Kim và một thỏa thuận thương mại tự do tiềm năng đang được xúc tiến ký kết, thưa quý vị. Tây Ban Nha bác bỏ đối thoại về vấn đề độc lập của Catalonia. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vào ngày 15 tháng 5 cho biết ông sẵn sàng gặp tân thủ hiến Catalonia Quim Torra, song tái khẳng định không bao giờ chấp nhận thảo luận vấn đề độc lập của Catalonia. Ông nêu rõ ý đồ ly khai của Catalonia là trái phép và đây không phải chủ đề thương lượng. Trước đó cùng ngày, ông Torra đã đề nghị gặp Thủ tướng Rajoy khi đang thăm cựu thủ hiến Carles Puigdemont tại Berlin. Ông Torra nêu rõ mục tiêu trước mắt của chính quyền mới cùng Catalonia là đề xuất đối thoại với chính quyền Madrid. Ông khẳng định sẽ chấp nhận các cuộc đàm phán vô điều kiện về tương lai của vùng lãnh thổ này. Ông Torra, một đồng minh thân cận của cựu thủ hiến Puigdemont, đã trở thành nhà lãnh đạo mới của vùng Catalonia trong cuộc bầu cử vào ngày 14 tháng 5 với số phiếu xích sao. Catalonia rơi vào bế tắc chính trị sau cuộc trưng cầu ý dân trái phép vào tháng 10 năm 2017. Các cựu lãnh đạo vùng đã đơn phương tuyên bố độc lập bất chấp sự phản đối của Madrid, buộc chính quyền trung ương Tây Ban Nha phải đình chỉ quy chế tự trị của vùng này và giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền vùng, đồng thời tổ chức cuộc bầu cử địa phương mới vào ngày 21 tháng 12 năm 2017, thưa quý vị. Peru cấm cựu tổng thống Fujimori xuất cảnh trong 4 tháng. Tại Mỹ Latin vào ngày 15 tháng 5, Viện Công tố Peru đã ra lệnh cấm cựu tổng thống Alberto Fujimori xuất cảnh trong 4 tháng để đảm bảo ông có mặt trong phiên tòa mà ông đang đối mặt do cáo buộc sát hại 6 nông dân vào năm 1992. Ông Fujimori, người được tại ngoại nhờ một lệnh ân xá của cựu tổng thống Pedro Pablo Kuczynski vào hồi tháng 12 năm 2017, hiện đang bị cáo buộc là chủ mưu thực sự trong vụ án mang tên Pativica, trong đó có một đơn vị quân đội đã bắt cóc, tra tấn và sau đó sát hại 6 nông dân bị tình nghi là thành viên của nhóm du kích cánh tả. Con đường sáng. Đây là một trong số rất nhiều vụ án mà ông Fujimori phải đối mặt hoặc đã bị xét xử. Trong thời gian cầm quyền vào năm 1990 đến năm 2000, dù có công khôi phục phần nào nền kinh tế Peru, nhưng ông Alberto Fujimori cũng nổi tiếng với chính sách điều hành cứng rắn, nhiều khi tới tàn bạo để triển khai quyết liệt các chủ trương của mình.
Việc ân xá cho ông Fujimori với lý do nhân đạo để chữa trị bệnh đã vấp phải sự phản kháng dữ dội của nhiều thành phần xã hội Peru và góp phần khiến ông Kuczynski mất chức, thưa quý vị. Giáo hoàng bày tỏ lo ngại về vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông. Vào ngày 16 tháng 5, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng bày tỏ rất lo ngại về vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông sau khi Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới hôm 14 tháng 5 vừa qua, làm bùng phát các cuộc biểu tình tại khu vực biên giới Gaza, khiến ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng trong 2 ngày qua. Giáo hoàng nhấn mạnh, thương vong sẽ chỉ làm bạo lực gia tăng hơn và khẳng định sử dụng bạo lực không bao giờ dẫn tới hòa bình. Ông kêu gọi người Israel, người Palestine và cộng đồng quốc tế nỗ lực gấp đôi để nối lại đối thoại nhằm đem công lý vào hòa bình đến cho khu vực này. Đụng độ tại khu vực biên giới giữa Israel và với Gaza xảy ra trong cuộc biểu tình của người Palestine vào ngày 14 tháng 5, phản đối Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới cùng ngày. Trong một diễn biến mới nhất vào ngày 16 tháng 5, Israel đã triệu đại biểu lâm thời Thổ Nhĩ Kỳ đến để bày tỏ phản đối cách đối xử không thích hợp sau khi đại sứ bị trục xuất. Etiton Nava phải qua kiểm tra an ninh tại sân bay trước mặt mọi người thay vì được đối xử đặc biệt. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Israel đã đề nghị lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem rời khỏi Israel vô thời hạn. Sau đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu Tổng lãnh sự Israel tại thành phố Istanbul tạm thời về nước, thưa quý vị. Tin liên quan đến tàu quân sự của Nga ở Địa Trung Hải sẵn sàng trực tuyến chiến tại Syria. Vào ngày 16 tháng 5, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin tuyên bố các tàu quân sự của nước này được trang bị tên lửa hành trình Kalib sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng trực chiến lâu dài ở Địa Trung Hải. Phát biểu khai mạc tại cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng và Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng tại thành phố Sochi bên bờ Biển Đen, ông Putin nhấn mạnh, tổng cộng 102 chuyến hành trình của các tàu nổi và tàu ngầm của Nga dự kiến được tiến hành trong 5 năm. Do mối đe dọa khủng bố vẫn tồn tại ở Syria, nên các tàu của chúng ta được trang bị tên lửa hành trình sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ lâu dài ở Địa Trung Hải, thưa quý vị. Tin liên quan vấn đề Jerusalem, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi họp thượng đỉnh Hồi giáo. Truyền thông địa phương vào ngày 16 tháng 5 đưa tin, Thủ tướng Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có cuộc điện đàm về vấn đề Israel trấn áp người biểu tình Palestine tại biên giới Gaza. Theo một nhật báo Gulf Times bằng tiếng Anh có trụ sở tại Qatar, trong cuộc điện đàm vào ngày 15 tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí kêu gọi triệu tập khẩn cấp một hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo để thảo luận việc Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem, cũng như hậu quả của hành động trấn áp bạo lực của Israel. Hai thủ tướng khẳng định động thái trên của Hoa Kỳ sẽ hủy hoại các cơ hội đạt bất cứ giải pháp hòa bình nào trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần phối hợp để bảo vệ người Palestine khỏi các cuộc tấn công của Israel. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất các hành động bạo lực của Israel. Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất đại sứ Israel tại Ankara và tổng lãnh sự Israel tại thành phố Istanbul. Israel cũng đã trục xuất lãnh thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem, thưa quý vị. Nam Phi kêu gọi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Liên đoàn thanh niên của Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền tại Nam Phi vào ngày 16 tháng 5 đã kêu gọi chính phủ nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel liên quan tới vụ giết hại nhiều thường dân Palestine. Trong một tuyên bố, ANCYL nêu rõ, ANCLY là yêu cầu đại sứ Israel tại Nam Phi phải trục xuất và việc hạ cấp đại sứ quán cần có hiệu lực ngay lập tức. Người phát ngôn ANCYL, ông Blondie Kais cho biết, đây sẽ là lập trường quyết liệt hơn của chính phủ Nam Phi nhằm thể hiện sự đoàn kết của người dân Palestine. Chính phủ Nam Phi vào hôm ngày 14 tháng 5 đã tuyên bố quyết liệt triệu đại
hồi đại sứ nước này tại Israel nhằm phản đối cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Quyết định được đưa ra sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công đẫm máu tại dải Gaza hôm 14 tháng 5, khi các lực lượng Israel nổ súng vào đám đông biểu tình của Palestine ở biên giới Gaza-Israel, khiến gần 60 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, thưa quý vị. Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng trước sức ép của Hoa Kỳ. Vào ngày 16 tháng 5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng trước sức ép của Hoa Kỳ. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015, còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Rouhani nói, họ nghĩ rằng họ có thể khiến Iran phải đầu hàng bằng cách gây sức ép đối với Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt và thậm chí những lời đe dọa chiến tranh. Đất nước Iran sẽ chống lại các âm mưu của Hoa Kỳ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran là ông Bahram Qasemi cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Tehran là âm mưu hòng ngăn chặn các nỗ lực cứu vãn JCPOA của các bên tham gia ký kết còn lại sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận này. Và hôm ngày 15 tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngân hàng trung ương của Iran, ba cá nhân khác và một ngân hàng đặt trụ sở tại Iraq, tuần một tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ từ bỏ JCPOA, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại.